Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Lê Trang. Rất vui được gặp lại các bạn tại kênh Sức Khỏe Mẹ và Bé. Chủ đề ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn là hướng xử trí khi trẻ bị tiêu chảy. Tiêu chảy là tình trạng mà con đi tiêu phân lỏng và thường xuyên hơn so với mức độ bình thường. Ngược lại hoàn toàn so với táo bón thì khi mà tiêu chảy, con sẽ có xu hướng là tăng lượng dịch trong phân và biểu hiện ở tình trạng là con đi tiêu phân lỏng hoặc là tóe nước lớn hơn hoặc bằng 3 lần trong 24 giờ. Tùy theo cái thời gian diễn ra bệnh lý thì có thể chia thành tiêu chảy cấp và tiêu chảy kéo dài. Đối với tiêu chảy cấp tính thì bệnh thường khởi phát đột ngột, diễn ra trong vài ngày và thường là không kéo dài quá 14 ngày. Và thông thường tiêu chảy cấp tính chiếm đến 80% trường hợp tiêu chảy ở trẻ. Có rất nhiều nguyên nhân mà có thể dẫn đến tình trạng tiêu chảy ở trẻ. Ví dụ như là chế độ ăn uống của con không đảm bảo vệ sinh, không ăn chín uống sôi hoặc là trẻ bị dị ứng với bất cứ một loại thành phần thức ăn nào đấy. Có thể là do con sử dụng các loại thuốc hoặc là tác dụng phụ của các thuốc khác hoặc thuốc kháng sinh chẳng hạn. Ngoài ra thì còn có thể là do các loại ký sinh trùng mà con nhiễm phải. Khi mà con gặp phải tình trạng tiêu chảy này thì bố mẹ cần để ý về chế độ ăn cũng như chế độ uống của con. Cần đảm bảo là con uống đủ nước để bổ sung lại cái lượng nước và điện giải con đã mất. Ngoài ra thì chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp con là nhanh chóng khôi phục sức khỏe hơn và chấm dứt cái tình trạng tiêu chảy này. Về chế độ ăn uống thì nếu như bé của bạn đang bú mẹ, hãy tiếp tục cho con bú mẹ và lưu ý là tăng cường số bữa mà con ăn sữa trong ngày lên. Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh cũng như là trẻ nhỏ. Trong thành phần sữa mẹ sẽ có chứa đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho con cũng như là các axit amin giúp cho con nhanh chóng khôi phục lại cái sức khỏe của mình. Đối với trẻ đã ăn dặm thì mẹ cần lưu ý là không nên cho con ăn những cái loại thực phẩm có tính lạnh hay là rất là khó tiêu hóa, ví dụ như là các loại hải sản hay là bắp cải, quả lê chẳng hạn. Những món này có thể làm tăng cái tình trạng mà tiêu chảy của con. Có nhiều mẹ thì thường là sẽ cho con ăn kiêng quá mức trong giai đoạn tiêu chảy bởi vì các mẹ thường lo lắng là con ăn vào sẽ dễ bị nặng hơn cái tình trạng này. Tuy nhiên thì nếu như mà mẹ không cung cấp đủ dinh dưỡng cho con sẽ không thể nào mà đảm bảo được quá trình tái tạo lại cái niêm mạc đường ruột của con cũng như là giảm nhanh các cái triệu chứng tiêu chảy. Do đó thì mẹ vẫn phải yêu cầu là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho con. Tuy nhiên thì trong quá trình chế biến cho trẻ đã ăn dặm, các bố mẹ thì cần phải lưu ý là hãy cho con ăn nhiều bữa hơn trong ngày. Cứ khoảng tầm 3 đến 4 tiếng thì mẹ hãy cho con ăn một lần. Lưu ý là đồ ăn của con hãy nấu loãng hơn. Việc mà cho con ăn ít và nhiều bữa trong ngày sẽ giúp con dễ dàng hấp thu hơn cũng như là hỗ trợ cái tình trạng tiêu hóa của con. Một vấn đề rất là quan trọng khi mà con bị tiêu chảy chính là hãy bù điện giải cho con. Orezone thì không có tác dụng là điều trị tiêu chảy, tuy nhiên nó có tác dụng là bổ sung nước và điện giải. Do đó thì bố mẹ hãy pha Orezone theo đúng chỉ định của bác sĩ và cho con uống. Pha cùng với nước sôi nguội và lắc đều, sau đấy sẽ cho con uống trong vòng 24 giờ. Nếu mà quá cái thời gian đấy thì bố mẹ hãy đổ đi mà không cho con uống tiếp theo. Có nhiều bố mẹ thì có thể nghĩ là sẽ pha Orezone cùng với sữa hay là các loại nước trái cây thì con dễ bị uống hơn. Tuy nhiên là lưu ý là bố mẹ chỉ nên pha với nước sôi để nguội thì mới đảm bảo được tác dụng của Orezone. Mỗi lần mà con đi ngoài, đối với trẻ 2 tuổi thì bố mẹ hãy cho con uống chậm 50ml Orezone. Đối với trẻ từ 2 đến 10 tuổi thì sau mỗi lần đi ngoài, con sẽ uống khoảng tầm từ 100 đến 200ml. Và đối với trẻ lớn thì hãy cho con uống theo nhu cầu. Ngoài ra thì bố mẹ cũng có thể bổ sung dịch cho con bằng cách là cho con tăng cường uống nước cháo có muối hoặc là nước cơm có muối hoặc là các loại súp gà có súp thịt, tuy nhiên cái lượng muối rất là nhỏ thôi. Hoặc là có thể là nước dừa hoặc là các loại nước trái cây. Nếu như mà con uống vào mà con nôn thì bố mẹ hãy dừng lại khoảng tầm 10-15 phút sau thì hãy tiếp tục bổ sung lại cho con. Bố mẹ cần lưu ý một số cái triệu chứng mà cần phải đưa trẻ đi viện ngay như sau. Khi con có biểu hiện khô môi hay là khát nước, mắt trũng, thóp lõm, khóc không có nước mắt, hoặc là con không đi tiểu trong 4 đến 6 tiếng đồng hồ, hoặc là con có đi nhưng mà nước tiểu của con ít và sẫm màu hơn, con có biểu hiện là con quấy khóc đòi uống nước, hoặc thậm chí có những bé là có biểu hiện ly bì, không muốn chơi, con có thể có trường hợp là con sẽ đau bụng nhiều, không muốn ăn hay là muốn uống gì cả, không mệt và quấy, không đáp ứng với những kích thích từ môi trường xung quanh, hoặc là bất cứ một cái bất thường nào mà bố mẹ không an tâm thì hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám. Đối với những trường hợp mà trẻ bị tiêu chảy kéo dài, mặc dù là triệu chứng của nó không quá là rầm rộ như là tiêu chảy cấp tính, tuy nhiên vẫn gây hại rất là lớn đến sức khỏe của con, cũng như là gây ra rất là nhiều khó khăn để mà điều trị triệt để vấn đề này. Do đó bố mẹ hãy theo dõi tình trạng tiêu hóa của con và đưa con đi khám sớm ở các cơ sở chuyên khoa thì nó sẽ ngăn ngừa được cái tình trạng là con bị suy dinh dưỡng, còi xương hay là các bệnh lý khác về sau. Hy vọng là qua video ngày hôm nay, bố mẹ sẽ có được cách xử lý thích hợp nhất khi trẻ bị tiêu chảy.
Các bạn hãy like và đăng ký kênh để nhận được thêm nhiều video hướng dẫn về cách chăm sóc con. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.